Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vấn nạn kết hôn giả để đổi lấy quốc tịch và kết hôn với người nước ngoài để thoát nghèo của người Việt. Ngày 9 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, nhức nhói nạn kết hôn giả mua vợ Việt Nam. Theo đó, từ cuối năm 2023 đến nay, quốc tịch Việt Nam nhiều lần được nêu trong những vụ kết hôn giả để lấy thẻ nhập cư hoặc được mời chào như một quốc gia mà đàn ông ngoại quốc có thể bỏ tiền mua vợ BBC dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore ngày 7 tháng 6 cho biết, 6 phụ nữ Việt Nam và 7 đàn ông Singapore tuổi từ 22 đến 32 đã bị bắt giữ với cáo buộc kết hôn giả. Trong số những người đàn ông Singapore bị bắt, 4 người được cho là đã nhận từ 8.000 đến 18.000 đô xin, khoảng 150 triệu đến 340 triệu đồng để tham gia vào các cuộc hôn nhân giả. Tại Singapore, người bị kết tội hôn nhân giả có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 đô Singapore, gần 190 triệu đồng hoặc bị phạt tù lên đến 10 năm. BBC cho biết, một số quốc gia như Mỹ, Úc, Hàn Quốc đã ghi nhận những trường hợp công dân Việt Nam kết hôn giả để đổi lấy quốc tịch. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn trang thống kê quốc gia Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2024 cho biết, có một làn sóng phụ nữ Việt ly hôn với đàn ông Hàn Quốc sau khi nhập tịch để tái hôn với đàn ông Việt Nam. Thống kê này làm dấy lên lo ngại rằng một số phụ nữ Việt Nam có thể muốn kết hôn với đàn ông Hàn Quốc chỉ để có được quốc tịch. Còn tại Mỹ, BBC cũng cho biết, năm 2022, một tòa án đã kết án 10 năm tù đối với bà Ashley Yến Nguyễn vì cầm đầu một trong những đường dây kết hôn giả lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chính quyền liên bang cho biết, bản thân bà Yến Nguyễn đã nhập cảnh vào Mỹ thông qua một cuộc hôn nhân giả sau đó đã tổ chức hơn 500 cuộc hôn nhân giả và thu về số tiền hơn 15 triệu đô la từ hoạt động này. Để kiếm vợ hoặc chồng là người Mỹ, người Việt Nam trả từ 50.000 đến 70.000 đô la, trong khi mỗi công dân Mỹ tham gia kết hôn giả được hứa trả góp từ 15.000 đến 20.000 đô la, nhưng hiếm khi được nhận toàn bộ số tiền. Bên cạnh đó, BBC dẫn một tạp chí ở Ấn Độ ngày 6 tháng 6 đăng một bài giới thiệu các trang web giữa thông tin về những phụ nữ Việt Nam đang quảng cáo về bản thân để tìm chồng nước ngoài. Theo bài viết này, đàn ông Ấn Độ cần chuẩn bị 16.000 đô la để kiếm được vợ Việt và kèm theo chi phí chi tiết. Và đây là hình kết hôn với người nước ngoài, được xem là giải pháp thoát nghèo của nhiều cô dâu Việt. Tạp chí của Ấn Độ khuyên rằng, nếu bạn muốn mua một người vợ từ Việt Nam, bạn cần cân nhắc cẩn thận những ưu điểm, nhược điểm của việc đi đến hôn nhân với các cô gái bản địa. Theo BBC, nhiều người gặp khó khăn để kết hôn với phụ nữ địa phương vì tuổi tác, ngoại hình hay thu nhập nên tìm vợ trẻ đẹp ở những nước lân cận và phụ nữ Việt Nam là sự lựa chọn vì học vấn không quá cao, cũng không yêu cầu quá nhiều. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000 đô xin, một người đàn ông Singapore được cam kết sẽ lấy được vợ Việt. Trong quá trình gặp được đối tượng ân ý, họ phải trả thêm 4.000 đô xin, khoảng 75 triệu đồng cho mỗi tour sang Việt Nam kén vợ ngắn ngày. Đầu tiên, mỗi vị khách sẽ được gặp 30 cô gái, họ thích cô nào thì giữ lại, không thích cô nào thì để cô đó đi, đơn giản vậy thôi. Mark Linh, chủ cơ sở mai mối True Love Việt Nam nói với BBC. BBC tiếp tục dẫn thống kê của một công an Việt Nam. Từ năm 2008 đến năm 2018, cho thấy mỗi năm có khoảng 18.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, 72% là nữ, chủ yếu kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ. Có 78% số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trình độ học vấn thấp và thất nghiệp, sống tại Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. BBC nhận xét hoàn cảnh gia đình khó khăn được cho là nguyên nhân chính thúc đẩy phụ nữ Việt Nam dùng hôn nhân, di cư để thoát nghèo. Nhiều cuộc hôn nhân xuyên biên giới của cô dâu Việt đã thành công và họ sống hạnh phúc, nhưng cũng nhiều người đang sống trong hôn nhân bạo hành. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vấn nạn kết hôn giả để đổi lấy quốc tịch và kết hôn với người nước ngoài để thoát nghèo của người Việt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phóng sự phỏng vấn sư Minh Tuệ giấy lên nghi ngờ trong cư dân mạng. Ngày 8 tháng 6, AFA tiếng Việt cho hay, VTV công bố phỏng vấn sư Thích Minh Tuệ, dân mạng phát hiện nhiều nghi vấn. Theo đó, truyền hình VTV của Việt Nam ngày 8 tháng 6 có phóng sự trích dẫn một phỏng vấn ngắn với sư Thích Minh Tuệ, người đã bị mất tích từ ngày 3 tháng 6 sau khi bị công an khống chế. Tuy nhiên, dân mạng ngay sau đó đã phát hiện nhiều nghi ngờ về đoạn hình phỏng vấn ngắn khoảng 1 phút này. AFA cho biết, trong phóng sự dài khoảng 3 phút, chiếu trên kênh truyền hình quốc gia, sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trong bộ y phấn tảo quen thuộc và cho biết ông vẫn khỏe. Và đây là hình bài trên AFA. Nguyên văn lời nói của nhà sư được VTV chiếu như sau. Tinh thần, sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như vậy hay là những việc ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà vì cái đó thì giờ cái nguyện vọng học tập của mình, họ làm ách tắc thì mình đi không được, thì mình vào cái tình hình hoàn cảnh như thế, thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường thì mọi người đừng có tập trung như thế để ảnh hưởng, mình không học được. Theo họ để quay phim hay làm những việc như là kiếm tiền hay cái gì đấy thì nó lại không phù hợp. AFA dẫn lời phóng viên liên liên của VTV trong phóng sự này cho biết, mới đây gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng để xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình của ông. Ngay lập tức, AFA cũng cho hay dân mạng đã chỉ ra nhiều điểm nghi ngờ có thể nhà sư đang bị giam giữ ở đâu đó thay vì được ẩn tù. Những điểm nghi ngờ này bao gồm Nhà sư ngồi trước một cây có gốc sơn trắng, không có trong rừng, ngoài tự nhiên mà chỉ có ở những nơi như nhà tù, doanh trại quân đội, nơi có quản lý chặt chẽ. Không có cảnh quay toàn cảnh phóng viên, trong khung hình có cả phóng viên Liên Liên và nhà sư. Bàn tay của nhà sư với các ngón tay cử động giống như của một người lo lắng không an yên. Nhà sư mất tích từ ngày 3 tháng 6 và phóng sự trên VTV là ngày 8 tháng 6, tức là chỉ có 6 ngày, nhưng phóng sự lại nói rằng 7 ngày trong mắt nhà sư không có bóng dáng của phóng viên ngồi phỏng vấn trước mặt. Và đây là hình sư Minh Tuệ ngồi trước gốc cây sơn trắng chụp từ màn hình phóng sự của VTV. Theo AFA, ngay sau khi sư Thích Minh Tuệ bị khống chế, nhiều người đã lên mạng bày tỏ sự lo lắng về sự an toàn của nhà sư và lo sợ là ông đã bị chính quyền giam cầm. Dân biểu tả đức trí của Hạ viện tiểu bang California ngày 4 tháng 6 đã gửi thư đến Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ để bày tỏ sự lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đối xử với sư thích minh tuệ. AFA trích dẫn bức thư của dân biểu, các phương tiện truyền thông và nhân chứng gần đây cho biết rằng chế độ Cộng sản ở Việt Nam đã tùy tiện buộc ông phải chấm dứt hành trình của mình và chấm dứt các hoạt động tôn giáo đã thu hút rất nhiều người theo ông. Kể từ đó, ông ấy đã biến mất khỏi công chúng và không rõ tung tích. Dân biểu Tạ Đức Trí nói rằng Hà Nội đã viện cớ về việc kiểm soát giao thông để đàn áp quyền tự do tôn giáo của nhà sư và các tín đồ Phật tử Tùy tiện buộc sư thích Minh Tuệ phải ngưng hành trình của mình. Vẫn theo AFA, phóng sự của đài truyền hình quốc gia cho rằng những thông tin trong các tuần qua về sư thích Minh Tuệ là sai lệch và xuyên tạc. Bài phóng sự của đài nhà nước cũng cáo buộc các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo của Việt Nam, đưa tình sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phóng sự phỏng vấn sư Minh Tuệ dấy lên nghi ngờ trong cư dân mạng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới